Xin chào tất cả các bạn. Thì vừa qua thì các bạn gửi thầy mò mua cho các bạn pháo bông. Thì mục đích là như thế này nè, mà các bạn gửi thôi, đó là biết thầy biết cái chỗ nào bán đồ uy tín nhất và những cái gì đó nó ok nhất thì sẽ giới thiệu cho các bạn và mua giùm cho các bạn. Đó, thì không có lời lớn nhiều hết á, mà phải sắp xếp các bạn trẻ đó. À, một bé đó là soạn hàng cho các bạn nữa rồi gửi tiền free ship cho các bạn hết nha. Thì đây là một cái cài pháo bông. Thì cái bo pháo bông nè, nó gồm có cọc nguồn nè 12V và mát mình cắp vô. Rồi ao 1, ao 2. Thì cái ao 1, ao 2 thì mình đừng quan tâm ha. Để sử dụng cho những cái việc khác. Rồi từ từ các bạn sẽ biết thêm. Rồi cái con led á thì nó gồm có cái đầu đi vào. À, đây nè, đây nè. Nó có 3 dây, dây cộng là màu đỏ, dây trắng là màu trừ. Mình cũng đấu y chang như cái cốc nguồn mình vô ha. Còn cái dây còn lại là data, là dây lá đưa vào dây data là output. Thì trong bo nó ra nè, nó ra và đi thẳng vào mũi tên. Đi thẳng vào mũi tên. Đối với led xịn á thì nó sẽ báo đúng mũi tên, còn led dởm thì nó báo không không đúng mũi tên, thì các bạn phải thử nha. Một là đầu này, hai là cái đầu bên kia. Rồi, ok. À, đưa vào cái con led. Rồi cái dây led mình chạy lên đây nè. Tôi ví dụ thầy ví dụ giống như là thầy ô long thầy mò ví dụ nha. Để các bạn bắt lỗi mình nữa. Thầy mò ví dụ nè. Tất cả ở khu này là cái thân. Bao nhiêu con không cần biết, 100 con, 200 con gì không cần biết, các bạn muốn cài nhiêu cài. Cái thân là từ dưới nhà chạy lên đó. Còn đây là đại khái cho cái tia. Cái tia là mình 15 con, 20 con, 30 con gì đó. Thì theo các bạn làm cái nhánh như thế nào ha, thì mình ngắt ra đây nha. Mình lấy cái viết mình gắt ở đây. Rồi, khâu đó các bạn biết rồi ha. Khi mình mua cái bộ led pháo bông gồm về gồm có cái bộ nguồn là 5V. Đây nguồn 5V. Thì các bạn cáo quà 220, đây là cái chấu NL nè. Và mấy cái chấu này lại là cộng và trừ, thì hai cái chấu cộng và trừ thì các bạn cấp vô trong bo này ha. Và cộng và trừ này các bạn kéo một sợi dây dài lên tới cái thân á, cái cột á, mà vừa tới cái chỗ cái tia đó các bạn biết không, vừa tới chỗ cái tia thì kéo một sợi dây khoảng 1.5 hoặc 2.5 tùy theo cái mức độ dài hay ngắn của các bạn nha. Mình dùng dây để câu thêm nguồn á, tại ở trên đọt của cây pháo bông á thì nguồn nó sẽ không có đủ đầy đủ thế các bạn ha, nó sẽ không có đầy đủ, bởi vậy cho nên chúng ta phải câu thêm. Rồi các bạn thấy đại khái là đây là điện điện ra nè, điện ra là cộng trừ này ha, cộng đây trừ đây 5V. Rồi đấu vô mạch và từ mạch này đi dài lên tới cái cột, từ cái thân lên mấy cái tia luôn. Rồi ở đây là thầy mò chỉ cho các bạn cách set setup của này. Thì đầu tiên á mua về các bạn thấy á, nó chớp tùm lum hết thì kệ nó, các bạn phải bấm cái nút set nè, nút set này ha. Rồi các bạn nút set giữ lâu nha, các bạn nhìn thấy ba cái bóng đèn led ở dưới đó, làm sao ba bóng đèn led nó sáng hết, bấm giữ lâu nha. Rồi các bạn thấy led nó đứng yên nha. Rồi rồi các bạn thấy ba bóng đèn led là sáng hết đúng không, thì nhìn led nó sẽ chớp tự động, chớp chớp đâm biên á. Rồi lúc này á các bạn phải bấm cái nút này một cái nữa, bấm mà buông ra nha, chứ không có giữ lâu nha. Rồi các bạn thấy nè, từ khúc này á kệ nó, các bạn đừng quan tâm. Bây giờ các bạn bấm vào cái nút dấu trừ hay dấu cộng, các bạn bấm nút dấu cộng dấu trừ để tăng cái lượng led đang sáng lên. Rồi, các bạn thấy đang tăng lượng led sáng lên không? Đó là các bạn chọn cho mình là cái thân, cái cột đó ở dưới đây nó báo đèn cái cột nè ha, cái cột này ha, cái cột báo đèn xanh được cái cột. Rồi tăng giảm, các bạn giảm xuống bằng làm 50 con led thì giảm xuống 50 con led, đúng 50 con led. Tăng lên 100 con led thì tăng lên 100 con led. Ở đây ô long ví dụ là đây là khúc này là 100 con led đi ha, ví dụ đi ha. Rồi cái tia là 15 20 con led đi ha. Bây giờ mình cài cái thân rồi, tới đây rồi mình biết rồi ha, cái thân nè. Rồi bây giờ mình bấm cái nút set cái nữa, bấm nhẹ cái nha. Rồi lúc này các bạn thấy cái đèn nó xuống dưới cột nè, cái chữ tia nè, tia đó thấy không, tia thì bắt đầu là cái tia nó sáng sao kệ nó, nhưng mà khúc này nó không sáng, cái cột của nó không sáng là mình cài rồi. Rồi bây giờ mình bấm lên xuống nè, bấm nút lên xuống nè, nút trừ nút cộng nè, mình thấy nó mất rồi không. Rồi bấm nút cộng và thấy nó tăng lên thấy không, tùy theo số lượng led của các bạn cài bao nhiêu nha. Đó cài bao nhiêu rồi
ô long đây cày khoảng 1,5 m đi, 1,5 m là khoảng 15 con đi ha. Rồi cắt tia xong rồi các bạn bấm nút set cái nữa, đừng có giữ lâu nha, bấm cái thôi nha, giữ lâu thì mình chỉ bấm con lần đầu thôi, bấm cái nữa thì các bạn thấy tốc độ nó chạy nè, nó chạy quá nhanh đi. Thì bây giờ mình chỉnh xuống cộng và trừ, chỉnh nó chậm lại chút xíu, hay là nó chậm quá mà chỉnh nhanh chút xíu đó. Rồi cái mình bấm nút set cái nữa, cái này là cái thân thôi nha các bạn, trên đây nó không có nhúc nhích gì hết á, cái thân thôi nha. Rồi bây giờ mình bấm cái nút này cái nữa nè. Rồi đây là tới cái tia đó, cái tia nó chạy đó, mình canh cái tia dưới cái này á, nó phù hợp với nhau để nó ra cái âm thanh nó đúng đó. Xong chưa? Rồi ok, giờ mình bấm cái nữa nha. Rồi mình bấm cái nữa ha, mình bấm cái nữa là nó chạy nè, bắt đầu nó chạy nè, từ dưới chạy lên, rồi đây chớp một cái, từ dưới chạy lên chớp một cái, chéo bùm chéo bùm, có nghĩa là khi các bạn câu lo vào mà nó chạy sai nhịp thì các bạn chỉnh như thế này nha, chỉnh cái độ chạy của nó chậm hay là nhanh tùy theo cái âm thanh của chúng ta. Âm thanh của chúng ta gắn vô là ba ly đây nè, ba ly đây ha, đó ba ly, từ từ dắt ba ly này nè, các bạn ra cái dắt hoa sen để cắm vô trong cái đầu đĩa ở sorry lo kéo kéo mình á. Rồi các bạn có thể dùng cái đầu này nè, và ra cái đầu này nè để cắm vào âm ly của chúng ta, nó mới ra âm thanh và nó nổ được. Vâng, thế thì chúng ta đã cài được cái bo rồi. Xong rồi các bạn bấm vào cái nút này thôi, cái nút set, bấm bấm liên tục vài cái gì đó, đừng giữ lâu nha, thì nó cũng không hiểu gì hết, bấm giữ lâu thì nó không hiểu hết, vậy thôi. Còn nếu mà thấy sai thì các bạn cài lại, không cài lại là bấm giữ lâu. Rồi cái điều lưu ý ở đây khi các bạn cài đặt là nhiều khi á, khúc trên nó tối, khúc dưới nó sáng hơn, thì các bạn câu một cái dây nguồn khoảng 2,5 hoặc là 1,5, câu từ đây nè, đi đi theo cái thân led này nè, chạy dài lên cây cột, chạy dài lên tới cái tia, rồi các bạn ngay chỗ cái đầu tia đó các bạn câu vô đây một cái cho tôi là gì, cộng trừ đây, và trên đường đi á, nó ra những cái sợi âm dương á, các bạn câu thêm để thêm phần điện cho nó sáng lên, trên này cũng sáng, trên này cũng sáng, là có điện để đi lên trên này á, thấy không, có điện để nuôi ở trên này được mới sáng được. Điều lưu ý thứ nhất. Điều lưu ý thứ hai là khi bị cắm vô có một cái con led ở chỗ này nè, nó sáng thôi, còn trên này nó không sáng, là chứng tỏ là cái con led này nó bị hư, hoặc là con led này bị hư, các bạn cắt ra đây, cắt bên đây và nối lại đúng dây của nó nha, là nó sẽ chạy như vậy. Thì các bạn làm được không à, rất là dễ dàng. Rồi nhiều khi các bạn cắm vào đây nè, cái con led đầu tiên nó không chạy, nó cũng bị hư con led này, cũng mà cắt bỏ cái chỗ này và chỉ lấy đấu lại y như cái này cái ban đầu ha. Ở đây á, là mình chỉ đưa cái nguồn này vô đây, nhưng mà hai cái dây này là dây cộng dây trừ này nè, mình có thể đưa vào chân dây cộng trừ này cũng được nha các bạn. Rồi cái bo này để dưới đất. Rồi có những điều lưu ý như thế thôi các bạn, tự mình lắp ráp. Và ở đây là nếu các bạn mà không có điều kiện mua trên mạng thì các bạn nói với thầy Mộ Long sẽ gửi cho các bạn nguyên một bộ để về lắp ha, với giá rẻ, phải chăng mua giùm các bạn thôi ha, cũng không có lời lớn gì hết, mà muốn giúp cho các bạn để thực hành. Và ở đây nó cũng có một cái bo, khi các bạn muốn thực hành cái này để chạy theo ý muốn của các bạn ha, muốn ở ý muốn của các bạn bung ra sẽ vô, thì các bạn mua cái bo này nữa, thì Âu Long sẽ, thầy Mò sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình trên máy tính, nếu các bạn có máy tính ha, để tự học mình luôn, tự học nghề để sau này có mình có thể làm bảng hiệu hay là làm đủ thứ hết. Rồi mong các bạn thành công. Một lần nữa xin chào, hẹn lại video sau.